Vậy trời ơi nghe anh dễ thương quá vậy. Mẹ qua đó nha, con cẩn thận nha. Ba kia gắn cái trampoline cho con chơi hả? Là mẹ ngồi đâu? Ủa vui quá. Ôi vui quá mẹ ơi. Nhìn vui không? Đâu rồi, ngó mặt mày coi. Hai mẹ con chủ nhật ra sân chơi nè. Đó mua đồ chơi quá trời, đồ chơi nước bỏ trong kho hết rồi. Dễ thương quá, nhìn dễ thương lắm. Nhìn ngó mẹ coi. Vui không? Trời ơi dễ thương quá. Chú coi kìa. Nó là con gái đẹp lắm bà. Chú coi nè, nó là con gái đẹp lắm chứ bộ. Chú coi nè, nó lấy cái nón của gì, nó lấy cái nón của gì nó đội nè. Thành cô gái luôn rồi. Nó là con gái đẹp mà bà. Ê, còn không biết là đẹo đội tóc giả mặt đầm giống con tao hồi xưa nữa. Có mà hồi nhỏ có mà, bà không nhớ hả? Nói vậy em không thân gọi đẹp thật ngon. Nói gì, nói chậm chậm. Muốn mẹ gì? Mẹ đặt con thơ. Mẹ gì? Không thương con thì sao? Mẹ chụp ba dạ. Hả? Không thương con thì sao? Mẹ chụp ba dạ. Dạ, không thương con thì sao? Mẹ đặt ba thương. Nói ai? Không thương con thì sao? Mẹ không buồn. Không buồn là sao? Tội nghiệp ai? Tội nghiệp thơm. Con là ai? Thật ngọt. Tội nghiệp nhẫn hả? Đánh đòn nó không chịu ăn kìa. Nghe cái thằng nhiều chuyện. Ê, cái thằng nhiều chuyện đâu, đứng lát nhảy với mẹ coi, mẹ mới thấy. Rồi con nói hồi qua con nói tội nghiệp gì? Con gọi điện thằng ngõ. Nói lại, nói từ từ. Nói mẹ gì? Say quá. Mẹ đi có con không bận. Mẹ bố con người con đáp hả mẹ. Bố hủ con hết. Mẹ nhớ sự con bỏ. Bà hẹn mẹ bố con. Con nhớ sự con bỏ bà hẹn bố cho. Con mẹ, ba mẹ không có gọi điện thằng ngõ đi. Ừ, tôi là thằng nhỏ đi. Trời ơi, nói gì mẹ không hiểu, nói lại coi. Muốn gì? Trời ơi, không thương con là tội nghiệp thằng nhỏ hả? Thằng nhỏ là ai? Muốn mẹ thương con mãi mãi suốt đời. Suốt ngày luôn, nó phá xong kêu mẹ thương mãi mãi suốt đời. Rồi chống nạnh nè. Rồi chống nạnh. Chống nạnh cho mẹ coi. Nhớ rồi. Cho mẹ cho con coi lại đây. Rồi nằm xuống nè. Một, hai, ba. Alexa, turn on living. Alexa, turn off living room fan. Có mở không? Có mở không? Chị nào hết lấy tay. Thọt cái mắt ra bấm nó hết giận. Nghe không? Chị lấy áp đừng gọi nha. Trời ơi, chuyên gia nè, nhấn cái này cho mẹ nè, đau gần chết luôn á. Tại sao? Nói càng làm kỳ cục lắm. Không có giỡn, cái đó là không có giỡn. Sao hứa chứ ba hoài, sao giỡn nào? Nè. Thọt mắt luôn á. Dạ nè, ngồi xuống coi, rồi ba còn giận con không? Dạ, dạ. Thiệt không? Con nói sao, con làm sao ba hết giận? Con làm sao ba hết giận? Thầy giáo giận ngợt. Con nói sao ba hết giận? Mẹ con cả thà cả con của con đếp ba nhẹ nhẹ. Xin lỗi ba chưa? Mẹ con làm nhẹ cho các ba chứ. Ba nợ đá ba vui. Ba nói giận ngợt, luôn nợ ba cười rồi. Ba giận ngợt ba cười rồi hả? Con có ỉa thúi không vậy? Sao mẹ nghe thúi quá vậy? Cá con dở. Hả? Cá con nhớ dở. Bởi vậy thú quá. Đây đây.
Để con nhắn tin cho mẹ hả? Mốt về, mốt giờ giỏi hả ta? Thơm không? Chờ, sao nổi gì vậy?